Thiên tử nên biết vì trí nhất thiết lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì trí nhất thiết lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì quả dự lưu lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì độc giác bồ đề lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì quả dự lưu lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì độc giác bồ đề lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì tất cả hạnh của đại bồ tát lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì tất cả hạnh của đại bồ tát lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết đại bồ tát nào khi nghe nói các pháp đều lìa như vậy mà tâm họ không kinh ngạc, không sợ sệt, không lo lắng, không hối hận, không thối lui, thì nên biết đại bồ tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Bấy giờ Thế Tôn dạy Thiện Hiện, vì lý do gì mà đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu tâm các đại bồ tát không thối lui? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp đều vô sở hữu, đều là viễn ly, đều tịch tĩnh, đều không có sanh diệt, đều không có tánh tướng, cho nên đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu tâm các đại bồ tát không thối lui. Bạch Thế Tôn, do những nhân duyên như vậy mà tâm các đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu không thối lui. Vì sao? Vì đối với tất cả pháp, các đại bồ tát hay thối lui, bị thối lui, nơi chốn thối lui, thời gian thối lui, người thối lui, do đây thối lui đều bất khả đắc, vì tất cả pháp đều bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát nghe nói như vậy, tâm không thối lui, cũng không kinh ngạc, sợ sệt, lo lắng, hối hận, thì nên biết đại bồ tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Vì sao? Vì đại bồ tát ấy quan thấy tất cả pháp đều bất khả đắc, không kiến lập hay thối lui, bị thối lui, nơi chốn thối lui, thời gian thối lui, người thối lui, do đây thối lui, do đó